Cô Lê xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình đang ở Di Tôn và mình sẽ đi ăn đu đủ đâm, một trong đặc sản của Campuchia mà được mang về An Giang để phát triển nó lên cho mọi người cùng biết. Đó là đu đủ đâm Phnom Penh, ghi rất là rõ Phnom Penh Campuchia, đặc sản Campuchia. Bao gồm nó ăn chung với có thể là bò, gà, rất là nhiều các món ăn kèm, chân gà, đùi bò nướng xương ve chung. Còn đây là cái tủ đu đủ đâm, đu đủ nè, bào, rau muống bào sẽ ra. Còn cách làm một xíu nữa tôi sẽ xin với bà chị chủ quán mình quay cho các bạn thấy. Các bạn nhớ địa chỉ mình nữa ha, Antina ở Châu Lăng. Và địa chỉ này là nằm ở con đường bên hông chùa Khe Anh Trên, thuộc xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn. Châu Lăng, Chi Tôn các bạn, chùa Khe Anh Trên nha, chùa Khe Anh Trên. Đây mình đang đứng cho hai bếp, còn đây là khu vực bàn làm các món ăn. Nè, tôi thích cái này, thấy cái này tôi thích kết dữ dằn luôn nè, chày và cối nè, rất là đẹp, bằng gỗ, đẹp quá. Đây cái tủ đây, rất là vệ sinh các bạn, nhìn cực kỳ vệ sinh luôn, ăn rất yên tâm. Đây có đùi gà, chân gà, con này là bò xương ve hả? Bò xương ve. Cái này được cấp đông, rã đông nhẹ ra, giờ ở đầu nướng. Giờ chị sẽ nướng thịt. Đây là cảnh đang nướng chân gà và bò xương que, nhìn rất là thích mắt, đẹp. Anh chị đang làm đu đủ đâm, có tỏi, ớt và chanh. Đây là một dĩa đu đủ đâm đã thành phẩm. Quá trình làm cũng khá đơn giản. Cà chua, rau thơm, đu đủ, rau muống và đậu que, đậu đũa. Nhìn khá là hấp dẫn rồi đó. Còn giờ mình thử thưởng thức nha các bạn. Nhờ hai anh này quay giùm tôi nha. Nhớ quay chính xác nha hai anh. Hello, chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ thử cái món đu đủ đâm này các bạn. Có một món vuốt nữa. Mềm quá. Dài quá các bạn ơi, ngon.
và củ ngọt. Quay mà thèm nữa các bạn. Cái này mà có thêm ly bia nữa, non bia ướp lạnh nữa thôi đã cháy luôn bạn. Hương vị đu đủ rau muống, vị chua của chanh, thơm đậu phộng, còn với vị chua chua của cà gió, ngọt thanh của cái đậu đũa, nó tạo nên hậu vị hương vị cũng rất là gia vị. Nhưng mà nãy mình có quay đó, còn đi sâu vào thì mình không có biết, nhưng có vị mặn mặn của mắm ruốc ăn rất là thích, vị thú vị luôn. Các bạn có điều kiện thì về với nhà chúng tôi, với một công ty tôm thì ghé với Châu Lăng, ghé vào quán Kena ở Châu Lăng để thưởng thức dĩa đủ đâu, rất là ngon, nên tới một lần ba một lần ăn thú vị lắm. Còn đây là muối ớt canh, làm gì chấm gì ăn à? Con chưa biết ớt canh để làm cái gì, chứ mình sẽ đó các bạn. Bạn có thể về đây ăn các bạn, ngon không? Còn tiếp đây. Không có nửa canh nữa thôi. Nửa canh nó ngon cực kỳ. Giờ tới anh YouTuber dòng máu là Hồng anh ăn sao anh? Thật sự mà lần đầu tiên mà nếm trải về cái mùi vị của món đậu đủ đông, món này là đặc sản của người dân tộc Khmer tại vùng An Giang của mình nữa các bạn, rất là ngon. Nó hòa quyện mắng mười mấy hương vị, nó hòa quyện vào nhau tạo nên một cái món ăn gọi là có một không hai tại vùng miền núi của mình. Các bạn có về đây mong rằng sẽ một lần thưởng thức món đậu đủ đông này nữa các bạn. Đây, còn cái món ăn kèm với đu đủ đâm đây các bạn. Đây là bò chi tôm các bạn. Bò chi tôm được nuôi ở vùng đất Chi Tôm chúng tôi. Đây chấm cái bò xì que. Ăn cái này mình chấm với mưa chanh nãy tôi dắt á. Rồi. Đây nè. Đây. Giờ tôi chấm đây cho ông thầy giáo ông ăn nè. Trộm luôn á. Sao ông thầy? Bò ngon không? Bò ngon không? Ngon quá. Các bạn nhìn màu bò đẹp không? Lên. Nghiêm, ngon. Miếng ngon không mà mình phải ăn sâu nữa. Rất đẹp rồi các bạn. Nên mời các bạn. Dính luôn cái cây đũa. Trời ơi, chưa gỡ cái này ra ông nội cho bé vô dưới cha gỡ chứ. Thằng chi giật thấy mẹ luôn. Rất là ngon. Ăn theo chai gốc lê. Anh em ghé Khena ủng hộ anh em. Tina. Anh tên gì anh? Mon. Anh Mon hả chị? Anh Tina. Tina, anh Mon và Tina. Lúc anh lần trước là em đang có bao. Giờ xanh rồi. Xin giới thiệu tất cả các bạn nha. Nếu mà nói về bò, thịt bò là đặc biệt nhất là ở vùng Chi Tôm. Thịt bò nó rất là ngon mà nó thơm, cái mùi vị đặc trưng nó rất là mềm của những con bò tơ luôn. Vùng Chi Tôm mới có các bạn. Vùng Chi Tôm vậy. Các bạn nào có về đây thì thưởng thức. Đa số là những cái người dân nơi đây là sử dụng những cái món thịt bò để làm nên những nguyên liệu ăn hàng ngày, rất là ngon. Nói chung anh em chúng tôi bây giờ sẽ ăn hết cái chỗ này. Review cái món này cũng đã xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Cốt Lê. Ngon quá. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Bye bye cả nhà.
nước này ngon nhá, giờ ông em tem cho trăm bự quan số 1. Ngon rồi. Ngon thiệt.